Chào tất cả các bạn, tôi là Mục Mạc Thiên Hùng, Nguyễn Bá Thông của chương trình Sống Đạo Công Giáo. Hôm nay ngồi chia sẻ với các bạn trong thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2023. Như các bạn biết, thường thường tôi dạo này đã lâu lắm rồi, tôi nghĩ cũng phải 3 4 năm nay tôi không có chia sẻ những cái bài giảng. Trước kia cái nguyên thủy tôi lên mạng là để chia sẻ những bài giảng về lời Chúa. Nhưng sau này thì đã có rất nhiều linh mục và quý tu sĩ nam nữ làm điều đó, và tôi không có còn chia sẻ lời Chúa nữa, và tôi rút về tôi dạy giáo lý. Nhưng hôm nay cái bài tin mừng trong thứ hai của chủ nhật thứ tư mùa mùa thường niên năm nay được ghi lại trong phúc âm của Thánh Marco, mà chúng ta đọc từ chương 5 câu 1 tới câu 20, hoặc là trong Matthew chương 8 câu 28 tới 34, hoặc trong phúc âm Thánh Luca chương 8 câu 26 tới 39, thì chúng ta có thể đọc được trong cái cuốn phúc âm Nhất Lãm về cái câu chuyện mà Chúa Giêsu trừ quỷ và cho nó nhập vào một cái đàn heo khoảng 2.000 con, và cái đàn heo đâm xuống dưới biển mà chết hết, dưới nước, dưới vực sâu mà chết hết. Cái bài tin mừng hôm nay đánh động tôi rất nhiều. Như tôi vẫn thường nói, tất cả những bài chia sẻ tôi hay nói về chính mình, và hôm nay tôi cảm thấy mình nằm trong đó rất rõ ràng. Thưa các bạn, cái câu chuyện thì các bạn có thể đọc là Chúa Giêsu đến và chữa và đi từ rời biển hồ qua Galilee đi qua phía bên kia, tiếng Việt đó gì không biết, tiếng Anh nó gọi là Gerasenes, thì đi, tức là Chúa Giêsu rời biển hồ và đi qua phía bên kia của hồ Galilee. Thì Chúa đến đó thì có một cái người bị quỷ ám và rất là nặng, người ta đã trói, đã xích anh ta, và anh ta đã bung ra hết, và anh ta không có ở trong người, và anh ta ở đâu, ở chung với các nấm mộ. Thì khi Chúa Giêsu đến thì anh ta đã nhận ra Chúa Giêsu và nói với Chúa Giêsu, và dĩ nhiên cô và anh ta xin Chúa Giêsu đừng có đuổi quỷ ra khỏi anh ta, con quỷ nó nói như thế. Nhưng cuối cùng Chúa đuổi và Chúa cho nó nhập vào một cái đàn heo khoảng 2.000 con, và nó đâm xuống vực thẳm và chết hết. Thì những người trong làng đó làm gì? Những người trong làng đó mới đi ra gặp Chúa và được kể lại câu chuyện rất rõ ràng, cũng như họ gặp cái anh mà bị quỷ ám, bây giờ anh mặc đàng hoàng ngồi ở đó và rất là bình thường, là đã được cứu chữa. Nếu chúng ta đọc trong phúc âm, trong 3 4 phúc âm, thì chúng ta thấy có khoảng 40, 41, 42 đoạn Chúa Giêsu chữa những người bị quỷ ám. Và việc đầu cái duyên cái việc mà khi Chúa Giêsu chữa những người đó thì là việc gì? Họ xin Chúa ở lại thành, hoặc là dù không xin thì khi Chúa đã ở lại rồi thì họ mang rất nhiều người khác bị quỷ ám và bệnh hoạn tới để xin Chúa chữa. Nhưng câu chuyện hôm nay có một cái đặc biệt là họ không xin Chúa ở tại thành, mà họ xin Chúa hãy bỏ họ mà đi, hãy rời họ họ mà đi, hay là get out of here, Chúa xin Chúa đi đi, đừng có ở lại trong thành của họ nữa. Thì nó làm cho tôi suy nghĩ là phải chăng tôi thuộc trong những giống người này. Tức là theo cái bình thường, xin Chúa là đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng, cho nên tất cả những gì Chúa làm đều là tốt lành cả, không thể nào mà sai trái, không thể nào mà tầm bậy tầm bạ được, đúng không ạ? Chúa làm tất cả mọi sự đều tốt lành, cho nên cái công việc trừ quỷ là tốt lành, cho nên họ cứ xin Chúa ở lại rồi đem những người bị quỷ ám, đem những người bệnh hoạn tới để cho Chúa chữa, giống như tôi nói trên 40 lần trong Kinh Thánh. Nhưng tại sao trong bài phúc âm hôm nay họ lại xin Chúa rời đi? Suy đi nghĩ lại thì tôi thấy là hình như là bởi vì cái lần này Chúa cho chữa quỷ rồi Chúa cho con quỷ gia nhập vào cái đàn heo đó và nó đâm xuống nó chết hết. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ mất đi cái quyền lợi trước mặt của họ, những gì họ đang muốn có, tài sản họ đang có, sức mạnh họ đang có, quyền năng họ đang có, giàu sang phú quý họ đang có, và bây giờ nó biến đi theo cái phép lạ đó, thì họ không muốn. Họ không muốn Chúa ở lại để làm tiếp tục làm những phép lạ, để tiếp tục trừ quỷ, để làm cho nhiều người được 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 khỏe mạnh. Họ không muốn điều đó. Nhìn lại cuộc đời của bạn và của tôi, đặc biệt là nhìn lại cuộc đời của tôi, thì tôi thấy tôi thuộc giống này. Tức là Chúa làm điều tốt lành, Chúa chữa lành, Chúa làm gì là tốt, miễn sao nó có lợi cho tôi, nó có lợi cho tôi. Nhưng còn người khác tôi không quan trọng. Nếu nó không có lợi cho tôi thì tôi xin Chúa rời đi. Chú đi đi, chú đừng có ở đây. Cái phép lạ nó phải có lợi cho tôi. Là một người linh mục chính xứ, đôi lúc tôi đặt câu hỏi với chính tôi là khi những quyết định mà gì tôi có trong giáo xứ là nó tốt cho tôi, thực sự chỉ có tôi biết thôi nó tốt cho tôi, hay là nó có lợi cho tôi, hay nó có thực sự nó có lợi và tốt lành cho giáo xứ. Hay tôi lấy những cái lý do nó tốt lành cho giáo xứ ra để rồi tôi quyết định nó tốt cho tôi.
Mà khi chúng ta nghĩ nếu cái điều đó nó chỉ tốt cho tôi thì chúng ta cũng giống như những người xưa bảo Chúa đi đi. Chúa đừng có ở trong nhà con nữa, Chúa đi đi. Con biết Chúa làm việc tốt, nhưng mà cái việc tốt của Chúa nó ảnh hưởng tới con. Và trong năm mới này khi chúng ta đi làm việc cũng vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ dám đứng lên để bảo vệ cái tốt, hay là bởi vì tôi biết là điều tốt nhưng nó không có lợi cho tôi thì tôi không làm. Và tôi nói Chúa đi đi, Chúa đừng có nói con điều đó, Chúa bảo thằng khác nó làm, con không muốn. Bởi vì khi con nói lên điều tốt nó ảnh hưởng cho con, khi Chúa làm cái điều tốt đó nó ảnh hưởng tới quyền lợi của con thì con không muốn. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con, cho chúng con được sống trọn vẹn hơn trong cái ân nghĩa là mọi điều tốt Chúa làm, xin cho chúng con cùng đồng hành và làm điều đó, chứ không phải chỉ những điều tốt có lợi cho con, còn những điều tốt mà không có lợi cho con thì Chúa đừng làm. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm con đã phạm trong quá khứ và cho con được ơn can đảm để cùng với Chúa, để cho những việc làm tốt lành vẫn diễn ra trong đời sống hôm nay. Một lần nữa tôi lên mục Martino với bác thông của chương trình Sống Đạo Công Giáo với mục đích là để tìm, để hiểu, để yêu và để phụng thờ Thiên Chúa. Chào các bạn.